ahora. Bueno, hicimos una pausa. Vamos a ver. Chuyên như anh Việt nhiều lúc còn nhầm đường. Cường nó chở khách với Cúc Phương bao lần rồi, nó phải biết. Thì mình vẫn đi vào cái đường đấy, mình không đến Cúc Phương. Bảo Mai là đúng rồi bác. Chẳng nghe. Chúng ta vui mà. Ở đây hoàn toàn chúng ta vui hết. Chúng ta vui như là Hạ Long Cạn. Cầm tay bay. Về kia tha hồ núi, về đến Tràng An thì tha hồ một chục lên thì sống. Không, cái này đang quay. Ờ, về Tràng An thì tha hồ mà nhìn núi cơ, mình nghĩ đẹp mà nhìn luôn. Cái chất cấu núi mà này nó đẹp hơn. Về Tràng, không, về Tràng An. Không nói chuyện ở cái vùng ngoài này nè. Ừ, đúng rồi. Cái vùng em là vùng núi mà. Em còn nhìn thấy núi luôn. Lâm Đồng là vùng núi, nhưng mà cái núi đó chỉ là núi rừng xanh. Cái đấy là cao nguyên. Kiểu cao nguyên. Mà đi ra cao nguyên đá ngoài Cao Bằng mới đẹp nữa. Cao nguyên đá thì Hà Giang. Hà Giang. Đấy, vụ này vừa đi về đấy. Đá là đá, là hoa mọc trên đá. Là đá thì hoa vẫn mọc lên trên. Đá tài mèo. Cái này xây giống để nhà giống nhà của hai anh em xuống trường. Đấy hả? Nhà hả? Hai anh em. Đây là một trong những số kính nhà của nó thôi. À, có cái doanh nghiệp và xi măng này hả? Nó xây nó cũng còn chẳng ở mấy đâu. Xây nó nhiều nhà lắm, nó cứ xây thôi. Giống như kiểu hổ giáo á. Đấy, đại nha. Đằng sau còn người lớn. Đằng góc đẹp. Đằng trong này cái không gian thì dở hơn. Không phải xung quanh toàn nhà xấu, những người dân thành ra chẳng ra đâu đâu ạ. Nó phải một quần thể đẹp đúng không? Quần thể đẹp hoặc là riêng biệt biệt lập. Nhưng mà kiểu nó thấy cái kiến trúc này thấy nó... Chúi giọng. Nó chả ra cái gì không? Nó giống như kiểu... Cho cái hồ sinh thái hổ giáo. Các bọn đi về hồi giáo nhiều vợ rồi. Còn cây mà. Có dậu không có hồi hộp không cô ơi? Không hồi hộp không? Vừa sắp về cho mình đấy. Sắp về quê mình tới hồi hộp không? Còn núi đá chứ. Đâu còn tiếc gì ha. À, lúc mà mẹ em đi trẻ quá, nó nhỏ quá đâu. Tiếc đâu có. Trong tiềm thức vẫn còn nhớ là có nhiều núi. Thoáng thoáng. Sau mấy tuổi rồi. Đó đi mà bao nhiêu lúc bao nhiêu. Cái này ngày xưa có núi là bạn. Như ở đây là bao nhiêu tuổi? Lúc sau mấy tuổi. Mấy giờ? Sau mấy tuổi? Có sau mấy tuổi. Nhưng mà đã về rồi. Năm ngoái nó cũng đi rồi. Không có sau mấy tuổi rồi. Năm ngoái ông kia đã về chưa? Về đi mình về. Về rồi. Về ai? Năm đi dân hàng đó. Có ra mộ mà em chắc ra rồi hả? Mộ mà cái tưởng cô là đầu tiên. Lúc cô rộng đi là cô rộng bao nhiêu tuổi? 11 tuổi đó. Đấy, 7 tuổi mới đi. 11 tuổi đó. 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 11 tuổi